À, cái mình sờ vào, nhắm mắt sờ vào, nhắm mắt sờ vào, xin xin một cái mẹp, sắp tới sản xuất ra người một cái mẹp xinh xung lung linh xinh đẹp như cái mình, nhắm mắt vào. Cái mình xin lâu thế hay là xin được nhiều tiền rồi? Rồi từ từ, cái mình có sờ vào để xin không? Xin ra mẹ thay ra cò thì cứ xin đi. Hai cái nó cũng xin xin lâu quá. Ô, cứ ngồi vào đi, không sao. Rồi cái mình vào đi, được rồi, không sao. À, bảo chúc cái mình sắp tới sẽ sản xuất được ra mẹt, được chưa? IOP chúc sức khỏe, từ từ ngồi yên. Cái mình quay Canada cho Apple. Đứng ở đây. Đứng đây, đứng ở đây. Để Apple tặng cho cái nó để sắp tới nó sản xuất ra người. Đấy, giữ im, đứng ở đây. Không có cái xe máy nó đi qua là phải tránh. Rồi, ngồi yên. Không, không, ngồi đây, ngồi đây. Cái mình ngồi đây. Rồi, cầm hai tay, không có để dùng. Rồi. Rồi. Đi gọn ở sau, đi gọn ở sau. Bác con em, cái mình tên gì? Mỹ Vân. Ồ, Mỹ Vân. Giống như Kiều Vân. Người đẹp Tây Đô. Mua xe xe, Apao tặng cho cái mình một bản xà bông. Để mấy người cái mình sản xuất ra người luôn. Mùa xe xe đang quay Canada đấy. Thank you.
chứ. Hay quá rồi. Ở đây là đôi gió, đường đi vách đá trắng, Apileng. Hello, I am Papa Hmong local. I want to give you a song Hmong melody, no money, apple coffee. Chuyên quay Canada, lai chim lai bướm sản xuất ra người, no money, apple coffee. Mùa say say lò say say, chào cả nhà. Chúc cái mình sắp tới sản xuất được ra cái mẹt, mùa say say.